Mình là Dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại dầu gió có tên gọi là dầu gió bia lân nhân sâm. Đây là một cái loại dầu gió được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu về Việt Nam. Dầu gió bia lân nhân sâm này thì được chiết xuất từ những cái loại tinh dầu như là tinh dầu của cây sâm, tinh dầu đinh hương, tinh dầu bạc hà, hạt tiêu và một số những cái thành phần thảo dược khác nữa. Dầu gió bia lân nhân sâm này thì nó có cái đặc điểm là có mùi hương thơm dịu nhẹ và rất là dễ chịu. Và công dụng của dầu gió bia lân nhân sâm là có cái công dụng dùng để phòng ngừa và điều trị cảm mạo, trúng gió. Dùng cho những người bị viêm xoang có triệu chứng như là sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu. Và khi sử dụng dầu gió bia lân nhân sâm này thì nó có một cái mùi hương thơm dễ chịu, nó có cái tác dụng là sát khuẩn cái đường hô hấp. Đặc biệt tốt trong những trường hợp mà cảm cúm, cảm mạo, nhất là đang ở trong cái thời điểm mà mùa mưa thì những cái triệu chứng bệnh này nó đang ở cái dịp cao điểm thì chúng ta sử dụng rất là tốt. Và ngoài ra thì dầu gió bia lân nhân sâm này nó còn có cái tác dụng là giảm đau ở những cái khớp, ví dụ như là khớp khuỷu tay, khớp cổ tay, khớp ngón tay, hay là ở khớp đầu gối, khớp cổ chân, hoặc là ở vai, ở cổ, hoặc là ở lưng thì đều có thể là có tác dụng giảm đau rất tốt. Và dầu gió bia lân nhân sâm nó còn có cái tác dụng là làm giảm và làm dịu nhẹ những cái vết ngứa, những vết sưng do muỗi đốt, do côn trùng cắn. Đối tượng sử dụng của cái sản phẩm dầu gió bia lân nhân sâm này là dành cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Nhất là những người mà hay bị đau nhức xương khớp, đau cổ, đau vai gáy, hoặc là bị cảm mạo, cảm sốt, trúng gió thì đều có thể sử dụng được. Các bạn lưu ý là sản phẩm dầu gió bia lân nhân sâm này không sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Cách sử dụng dầu gió bia lân nhân sâm là các bạn có thể dùng dầu gió này để xoa vào những cái vùng đau nhức trên cơ thể. Thứ hai là các bạn có thể dùng để xoa lên thái dương mỗi khi chúng ta bị nhức đầu. Thứ ba là các bạn có thể dùng để xông dầu ở trong phòng, ví dụ như là phòng làm việc, phòng ăn, phòng bếp đều rất là tốt. Và thứ tư là các bạn có thể dùng dầu gió này để chúng ta xông và hít và ngửi vào trong mũi hoặc trong họng mỗi khi mà chúng ta bị viêm mũi hoặc là viêm họng. Và ngoài ra thì các bạn có thể dùng dầu gió bia lân nhân sâm này để pha vào nước ấm để tắm trong trường hợp mà các bạn bị cảm mạo. Và các bạn chú ý là dầu gió bia lân nhân sâm này không sử dụng mà bôi lên những cái vùng da bị trầy xước hoặc là những cái vùng da bị loét, là chúng ta không được bôi dầu gió bia lân nhân sâm lên. Dầu gió bia lân nhân sâm thì nó có cái ưu điểm là do cái thiết kế của cái nắp chai đậy rất là chặt, khít. Và ở trong cái miệng chai thì nó có một cái viên bi gắn liền ở đây và có thể xoay đều và xoay tròn được. Cái viên bi này thì nó cũng có cái tác dụng là giúp cho chúng ta sử dụng giống như là một cái dụng cụ để massage mà mỗi khi chúng ta xoa dầu. Và thứ hai nữa là viên bi này nó có tác dụng là khi mà chúng ta lấy dầu ra thì nó sẽ giúp chúng ta lấy một cái lượng dầu vừa phải, không bị đổ ra quá nhiều. Do cái thiết kế có cái ưu điểm này cho nên là cái dầu gió bia lân nhân sâm này được rất là nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Và rất là phù hợp cho những người mà đã già, đã lớn tuổi. Các bạn lưu ý thì đây là một loại dầu gió cho nên là trong quá trình sử dụng thì các bạn bảo quản dầu ở cái nơi mát mẻ, tránh gió, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ không quá 30 độ C. Các bạn bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm dầu gió bia lân nhân sâm có xuất xứ từ Thái Lan. Nếu bạn nào có những thắc mắc cần được tư vấn, cần được giải đáp hoặc là các bạn muốn được mua hàng chính hãng đảm bảo chất lượng thì hãy inbox trực tiếp cho mình. Nhà thuốc của mình thì có cung cấp cái mặt hàng dầu gió bia lân nhân sâm chính hãng và đảm bảo chất lượng. Với cái dạng đóng lốc của nhà sản xuất là một lốc là 12 chai. Phần trình bày của mình thì đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy nhớ bấm like, share và hãy thật nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và nhớ bấm nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.